Các bạn biết không, hàng ngày mái tóc của chúng ta phải tiếp xúc với rất là nhiều cái tác nhân khác nhau từ môi trường cũng như việc tạo kiểu. Chính vì thế Linh đã lựa chọn L'Oreal Hair Serum, tinh dầu thiên nhiên kết hợp cùng các hoạt chất dưỡng chuyên sâu, nuôi dưỡng mái tóc bóng khỏe với thành phần từ tinh dầu sáo loại hoa quý và tinh dầu hoa hồng sẽ giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong. Linh sẽ làm một thí nghiệm nhỏ cho các bạn nha. Đây là tóc của Linh sau khi gội đầu nè. Thì Linh sẽ chia tóc ra làm hai. Một bên thì Linh sẽ sử dụng serum trước khi sấy khô tóc, còn một bên thì không dùng. Các bạn có thể thấy nha, vừa apply lên là tóc của Linh đã trở nên mềm mượt hơn rất là nhiều so với tóc mà không sử dụng serum luôn đó. Cũng nhờ vì vậy nên là sau khi tạo kiểu thì tóc của Linh rất là bóng khỏe, không bị khô và đầy sức sống luôn. Các lọn tóc cũng được vào nếp rất là đẹp. Bên còn lại thì tóc khô sơ, không vào nếp được và trông như là bị hút nước đó mọi người. Bằng mắt thường các bạn có thể thấy một bên thì khô sơ, bên còn lại khi dùng serum thì bóng mượt. Bởi vậy Linh mới nói serum của L'Oreal sẽ giúp tóc trông bóng khỏe tức thì, bảo vệ tóc khỏi nhiệt nắng, đặc biệt với 3 tầng hương thơm tinh tế. Đây là bí quyết dành cho mái tóc suôn mềm bóng khỏe mà lại thơm ngát nữa. Nhớ các bạn hãy nói ngay serum L'Oreal để chăm sóc mái tóc bóng khỏe. Bye bye.